Con có Thì cũng mong con là về sớm ba mẹ, để mà mẹ khỏi lo lắng. Mẹ đang bệnh đau, còn em nhỏ nhà ông bà ở nhà đang chờ đợi, con hãy mau quay về sớm với ba mẹ. Mẹ bình tĩnh lại nào, nói chuyện với con đi nào. Dạ em xin phép chào hai vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu là anh chị tên là gì và đến từ đâu? Dạ, em là Nguyễn Quốc Cường, Em vừa học tiếng Vân. đến từ phường tạm trú tại 520, phường Bình Hòa, phường Lái Thiêu, phường An Bình Dương. Là anh chị là quê ở đâu anh chị? Quê ở Bình Minh, Vĩnh Long. Hôm nay anh chị về đây nhờ giúp đỡ gì đây? Bên đây em nhờ đến đội hiệp sĩ nhờ tìm giúp con em tên là Nguyễn Vũ Khánh Vi, sinh 2008, là bỏ nhà đi từ lúc 4 giờ sáng ngày 26 tháng 3 năm 2024. Vậy là bỏ đi ngày hôm qua. Dạ. Vậy là con nhà mình mới 16 tuổi. Dạ đúng rồi. Cũng chưa đủ 16 tuổi, sinh tại tháng có mấy? tháng 12 mới. À vậy là mới hơn 15 tuổi. Dạ đúng rồi. Anh có thể chia sẻ cái sự việc con gái mình bỏ đi ngày hôm qua là như thế nào? Tại vì là không biết là bé nó cần tiền làm gì mà nó không dám xin em hay sao á, mà em có sắm cho nó chiếc nhẫn 5 phân, mà nó lấy chiếc nhẫn đó nó đi cầm, mà nó giấu em cầm nay 20 ngày rồi, nó giấu em rồi. Cái em hỏi nó thì nó nói là con làm rơi mất ở trên trường để con lên trường tìm. Cái qua ngày sau thì em tìm được cái giấy cầm đồ của nó, rồi em về em chưa nói gì nó, là khuya lại nó biết em thấy được cái giấy đó, nó biết em thấy nhưng mà em chưa nói gì nó hết trơn á, tại em về em đi làm về là em bệnh. Rồi em mới nằm đó tính thôi từ từ rồi nói chuyện với con. Giờ chưa kịp nói nữa là nó đi rồi. Khi đi thì con gái có mang theo thứ gì đi không chị? Dạ, em không biết là nó có đem được bộ quần áo nào không, nhưng mà nó có lấy một cái laptop ở nhà đi. Laptop đó là ba nó khóa mật khẩu nhưng mà không biết sao nó mở ra được, rồi nó cài một cái nick khác của nó không xài nick cũ, tại điện thoại là em không cho nó xài từ Tết giờ. Nick gì chị? Nick KV ơi. Không, ý là chơi cái đó chơi mạng xã hội hay là chơi cái gì ạ? Nó cái nick đó là nó cài trên Zalo, rồi Nick Facebook. nó tự kết bạn với những người nào nó thích thì nó mới kết bạn thôi, còn ai không kết bạn với nó là không có liên hệ với nó Vậy là được. con gái nhà mình đang đi học. Đang đi Đang học. đi học, bữa trước và bữa sau là nó đi Đang đi học luôn, lớp 10. mà cô giáo chủ nhiệm nói nó là bữa bữa trước á, là đi học nó vẫn bình thường, nó vẫn giỡn đùa với mấy bạn nó bình thường à, mà sao tối về khuya lại 4 giờ sáng là nó đi á. Trước kia Mà em bé. nghĩ là nó sợ em phát hiện cái giấy Dạ. đó là la mắng nó. Em chưa kịp la nó, tại em về đi làm về em gặp nó còn xuống cạo gió cho em nữa, xong rồi nó đi mất tiêu. Trước kia là bé đã từng bỏ nhà đi lần nào như vậy Dạ chưa? chưa, đó giờ nó ngoan lắm, nó học sinh giỏi nữa. Anh chị được mấy người con? Ba đứa. Bé này là con thứ mấy trong gia Con đình? đầu. Bé lớn. Dạ. Cái tình trạng học lực của bé là rất Rất giỏi. khá, rất À, khá, rất giỏi, giỏi. từ đó giờ thầy nó thương nó lắm. Hồi tối nay chủ nhiệm nó cũng điện. Bé cũng ngoan đúng không ạ? Ngoan Ngoan lắm. lắm. Bé ở nhà bé có cái dạo gần đây á, anh chị có thấy bé có biểu hiện gì bất thường không? Có, em thấy là nó xài tiền nhưng mà không biết là nó xài tiền gì, nhưng mà nó nghe mấy bạn nó nói là nó điện thoại mấy bạn nó mượn tiền tùm lum tùm la à, nhưng mà em không biết là nó xài tiền gì. Xong rồi em mới thấy điện thoại nó mượn tiền mấy bạn nó, em mới tịch thu không cho xài điện thoại, đừng hỏi nhắn tin mấy bạn gì hết. Xong rồi không biết sao mà nó bị gì mà nó xài tiền không biết kiểu gì, rồi nó bị dí quá rồi nó mới lấy chiếc nhẫn của nó cầm mà nó giấu em cũng không biết. Nó cầm nay 20 ngày rồi, nó cầm hồi năm tây tháng 3 là tới hai mươi mấy tây này em mới phát hiện á. Vậy là cái khoảng thời gian mà đầu của tháng 3 đó thì con nhà mình rất nhiều biểu hiện lạ đúng không ạ? Đúng rồi, nó không biết là nó xài tiền vô cái vấn đề gì mình không biết, nhưng mà nó mượn tiền tùm lum, rồi không biết là nó mượn tiền để làm gì mình mới truy ra, mà nó còn giấu, nó chưa giấu tới hồi mình phát hiện nó cầm vàng á là nó sợ quá nó bỏ nó đi mà chưa nói gì nó luôn á. Có thể rằng là khi con gái của chị biết được chị phát hiện ra nên rất Đúng sợ. rồi, nó biết mình phát hiện ra nhưng mà mình chưa nói gì hết, là tại vì đi làm về bệnh á, là nằm đó tính sáng rồi nói chuyện với con sao chưa kịp là 4 giờ sáng nó đi mất tiêu rồi. Anh chị là làm công việc gì? Em Là làm công công nhân. nhân hết. Là hai vợ chồng làm là sáng đi tối về hay là như thế nào? Em thì đi ca 1 ca 2, chồng em đi 1 3. Vậy là anh trai có đi ca đêm. Đó. Hai vợ chồng mình có dành cái thời gian để quan tâm các con không? Thì mình đi làm về thì tối ngày cũng ở với con không, mà ở phòng trọ đâu phải như ở nhà đâu. Tối ngày thì nó cũng đi học, mình cũng đi làm về, rồi mình nó đi học thêm thì mình cũng đưa rước vậy thôi, rồi mình lo cho nó ăn ngủ vậy. Không dám cho con đạp xe riêng luôn đó, mình chỉ Toàn là đưa rước không á. con nhà mình có nhiều bạn bè tới nhà chơi, tới phòng trọ chơi không anh chị? Dạ Ít lắm. không,
nó có một đứa bạn thân mà hay tới nhà chơi á, mà từ Tết giờ nó với bạn nó giấu tiền bạc á, nói láo với mình không cho tới luôn. Vậy là trước kia cũng đã có từng nói dối rồi ạ? Nói dối á, thì hồi Tết mới phát hiện nó nói dối á, nên mới tịch thu điện thoại không cho xài nữa. Vậy là khi mà mình biết được con nhà mình xài laptop á, thì có bao giờ mà nghe thấy hoặc là biết con nhà mình nhắn tin với bạn nào khác giới trên mạng xã hội không? Dạ có. Mà có biết nó quen thằng đó nữa, mà giờ không biết, không có tìm được thằng đó, không có biết địa chỉ thằng đó. Mình có biết tên bạn đó là gì không? Nguyễn Minh Vũ. Quê quán ở đâu? Không biết. Ở Bình Định. Bình Định. Dạ. Mình có biết được ước chừng được cái độ tuổi bao nhiêu không? Độ đó em khoảng 20 ha. Em cũng có hình 18, nữa. 20. Em cũng có hình. Tại vì tụi hình. Nó có đi chơi, có chụp hình qua điện thoại của nó, em có mở ra em coi, tại tịch thu điện thoại nó từ Tết giờ nên có coi. Có coi điện thoại của nó chứ trước đó mình tin tưởng con mình lắm, không nghĩ vậy, là nó vậy. Vậy là từ khi mà tịch thu mình mới biết được. Dạ, đúng và rồi. Có thể rằng là con nhà mình đã quen từ lâu rồi. Dạ. Mà mình không biết, không dạ, hay biết. Em tịch thu điện thoại em mới biết được. Tại mình nghĩ con mình đâu đến nỗi vậy, nó học sinh giỏi mà hài nó cũng cưng đó nữa. Mà ngoan lắm, em nghĩ là nó không có đến nỗi mà bỏ nhà nó đi đâu. Bởi vì cái lứa tuổi này em nói thật với anh chị luôn, bản thân em khi mà em giúp mọi người ở trong anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đã tiếp nhận và ghi nhận rất nhiều cái trường hợp các bé tuổi đời còn rất nhỏ nhưng dính vào cái chuyện tình cảm. Dạ. Và con nhà mình thì tiếp tục cũng theo như em suy nghĩ thì bé có thể là quen từ rất lâu rồi mà tới giờ phút tịch thu điện thoại thì gia đình nhà mình mới phát hiện được ra thôi. Đó là cái điều hơi đáng buồn, bởi vì hiện nay là mình không nói chung, mình là không phải mình lo về vấn đề tình cảm, mình đang lo rằng là bé sẽ gặp những cái điều không tốt, bởi vì bên ngoài rất phức tạp. Dạ. Đó là cái điều đáng lo nhất hiện nay. Hôm qua bạn nó mới chi vô Facebook của chi vô Facebook của bồ nó đó, là mới tìm ra cái chỗ thằng bồ nó hớt tóc á, tiệm tóc của thằng bồ nó ở bên An Phú nè. Rồi hớt tóc. Rồi hai vợ chồng mới chạy qua bên đó hỏi ông chủ, thì ông chủ nói thằng bồ nó đưa hình thằng bồ nó luôn. Rồi ông chủ mới nói có làm ở đó nhưng mà nghỉ nay 7-8 tháng rồi. Đây có thể là cái thanh niên này chuyển đi đâu đó làm. Dạ. Và vẫn quen với con gái nhà mình. Dạ. Khi mà ba mẹ tịch thu điện thoại nhưng con gái nhà mình có thể là quen qua bằng laptop. Đúng rồi. Có thể là đăng nhập các trang mạng xã hội vào laptop. Dạ. Nhưng mà vẫn tiếp tục giữ cái mối quan hệ này. Dạ đúng rồi, em nghĩ vậy. Và em nghĩ rằng cái số tiền mà con gái nhà mình tiêu xài phung phí đó, em nghĩ là có liên quan tới cái cậu thanh niên này. Thì mình cũng đúng nghĩ mà. Vậy thôi chứ mình cũng không có chứng cứ mình gì. Mình không có chứng cứ gì để mình chứng minh là nó xài tiền vô. Thì mình cái này là mình đang nghi ngờ. Mình chỉ suy nghĩ về của phần của mình. Bởi vì hiện nay là từ hồi quen cơm đó, ăn, quần áo là đều ba mẹ tự đi mua hết cho đúng không? Dạ. Và ba mẹ là người đưa đi học đúng không? Dạ. Hồi đó giờ đưa rước không mà không có thả ra luôn á. Nhưng mà thật sự cái điều này, thật sự cái điều đang xảy ra rất nhiều, cái tình trạng này đang xảy ra rất nhiều. Dạ. Và tiếp tục hôm nay lại chị... cái câu chuyện này lại rơi vào cái trường hợp của gia đình nhà mình. Đó là một cái điều thật sự đáng buồn. Nó nói với em là con thấy mẹ bệnh đau mà mẹ còn nuôi em nhỏ nữa. Rồi nó nói là thôi con xin nghỉ học, con đi làm kêu phụ mẹ. Ơi, đi làm. Em nói là không, mẹ lo được. Con gán đi rồi mẹ lo cho con. Rồi nó nói, cái sự việc này gia đình nhà mình trình báo cơ quan chức năng công an chứ? Dạ rồi. Báo rồi đúng không? Báo hôm qua luôn. Con nhà mình năm nay là chưa được 16 tuổi. Dạ, mới 15 tuổi mấy trẻ tháng. Trẻ em dưới tuổi vị thanh niên. Dạ. Đang được gia đình và xã hội bảo vệ. Dạ. Thật sự đây là cái điều rất là lo lắng và lo hơn là cái tương lai của bé. Bởi vì hiện tại bây giờ bé lại đang phải bỏ học để đi đâu. Cô giáo chủ nhiệm của nó cũng nói nó dễ thương lắm. Không có gì hết trơn. Mẹ nào, mẹ bình tĩnh đây nào. Mẹ có điều gì muốn tâm sự với con gái mình đi. Hy vọng con gái nghe được sớm quay trở về. Có thì cũng mong con là về sớm ba mẹ để mà mẹ khỏi lo lắng, mẹ đang bệnh đau, còn em nhỏ nhà ông bà ở nhà đang chờ đợi con, hãy mau quay về sớm với ba mẹ. Mẹ bình tĩnh lại nào, nói chuyện với con đi nào. Hy vọng là con gái xem được video này thấy cả ba cả mẹ của con bỏ hết công ăn việc làm để đi tìm con, về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải đi tìm con. Con đang ở đâu đó thì hãy sớm quay trở về đoàn tụ với lại ba mẹ và tiếp tục cấp sách tới trường. Bởi vì hiện nay đặc biệt là con gái, con rất dễ thương. Con đi ra ngoài mà bên ngoài rất nhiều cám dỗ cũng như là cạm bẫy, con chưa từng va chạm ngoài đời.
nên tới giờ phút này là con có thể rằng là bị những cái đối tượng xấu dụ dỗ, có thể ép buộc bắt ép con làm những công việc nhạy cảm, những công việc vi phạm pháp luật. Nên mà con gái đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình và tiếp tục cấp sách tới trường. Còn thanh niên nào hoặc là ai đó mà đang giữ bé, khống chế bé hoặc dụ dỗ bé đi, chắc chắn sẽ dính vào pháp luật. Bởi vì hiện nay là bé chưa đủ 16 tuổi và trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Thì nếu mà không muốn dính vào pháp luật, rơi vào vòng lao lý thì hãy nhanh chóng đưa bé sớm quay trở về. Bởi vì hiện nay thì gia đình cũng đã trình báo bên cơ quan chức năng rồi. Và cũng về đây để nhờ anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải đi tìm. Nếu trong ngày hôm nay và ngày mai không đưa bé về, khi mà anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải và gia đình tìm được sẽ bàn giao cho công an. Thì lúc đó thì hối hận thì muộn rồi. Nên mà muốn không muốn rơi vào vòng lao lý và pháp luật thì hãy nhanh chóng thả cho bé về, để bé đoàn tụ với lại gia đình, để bé tiếp tục cấp sách tới trường. Cái sự việc của anh chị thì anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ gia đình nhà mình. Và em mong rằng khi mà con về, mình phải có một cách quản lý chặt chẽ hơn, tránh cái tình trạng để cho bé đi tiếp tục như vậy. Nhá. Bởi vì trong ngày qua là em ghi nhận là từ đầu năm tới giờ, năm 2024, đặc biệt là năm 2024 nhé, từ đầu năm tới giờ rất nhiều ca các bé gái bỏ đi, và đa số rằng là quen trên mạng xã hội. Các bé tuổi đời còn rất nhỏ nhưng lại dính vào cái chuyện tình cảm. Đó là cái điều mà thật sự rất là đáng tiếc. Nên rất mong tất cả các bậc làm cha làm mẹ hãy quan tâm các con, cho các con chơi điện thoại cũng như tất cả các thiết bị thông minh thì hãy biết và cũng như là quan sát kèm cặn được các con, để tránh trường hợp các con bị những đối tượng xấu dụ dỗ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì rất mong rằng cái video này được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải sẽ tìm được thông tin tin tức của con gái của anh chị đây, để giúp cho bé sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình cũng như là tiếp tục cấp sách tới trường. Bây giờ em hỏi thật lòng anh chị này, nếu mà trong ngày nay và ngày mai cái thanh niên đó, mình định hướng chắc luôn là cái con gái nhà mình đi theo thanh niên đó rồi, nếu thanh niên đó mà không đưa con gái nhà mình về, mình có tha thứ không? Con ơi con về đi mẹ. Nếu hai ngày là không tha nha, ngày nay ngày mai nếu nó đưa nếu về, mà trong vòng 2 ngày mà không đưa ngày hôm nay gái, và ngày mai thôi, ngày hôm nay và ngày mai không đưa con gái về thì bắt buộc gia đình bắt được là bàn giao công an luôn, bàn giao cho công an nếu mà nó mà gây xử lý. Và còn nếu đưa trong nội trong ngày nay và ngày hôm nay đưa về thì cô chú và sẽ bỏ qua cho là mình tha thứ cho nó, tha thứ và cho con làm lại từ đầu. Bởi vì là ai cũng mắc sai lầm hết, nhưng mà nếu biết quay đầu và sửa sai kịp thời thì mình cũng hoan hỉ, mình bỏ qua. Bỏ qua với cái điều kiện là chưa gây ra một cái hậu quả gì với con gái nhà mình nha. Chứ còn nếu gây hậu quả với con gái nhà mình là cho nó đi ủ tờ luôn nha. Còn đừng có để vài ngày nữa mà nó không đưa về, anh em mà bắt được lúc đó là xin tha cho nó là không được đâu nha. Được không? Dạ đúng. Dạ thưa cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị có thấy bé trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp bé sớm quay trở về. Bởi vì tới giờ phút này cả ba cả mẹ, mà đặc biệt rằng là ba mẹ tuổi đời còn rất trẻ, mà đặc biệt là những người ở quê lên Bình Dương để lập nghiệp, hiện tại bây giờ phải bỏ hết công ăn việc làm, mà rất nhiều thứ phải chi tiêu, nào là tiền nhà trọ, nuôi các con nhỏ ăn học. Nên rất mong rằng cô chú anh chị chung tay giúp sức chia sẻ video này để sớm cho bé sớm quay trở về, để gia đình quay lại cuộc sống bình thường. Dạ rồi, thì cái sự việc của anh chị anh em đã ghi nhận, giúp đỡ hoàn toàn miễn phí. Thì hôm nay anh chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Anh chị có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Dạ em đồng ý. Thôi thì vợ chồng cố gắng nha. Em tin là ngày nay ngày mai con mình sẽ về đấy nhá. Rồi mình về mình cứ bình tĩnh đi. Mình về thì mình cứ tiếp tục công việc đi. Bởi vì là anh chị đi tìm ngoài đường mà bé nó trong nhà cũng khó lắm nhá. Anh em sẽ cố gắng hết sức. Sau khi quay xong anh em đăng tải lên, anh em sẽ kết hợp với tất cả các anh em ở khu vực phía Nam để lên đường đi tìm. Cảm ơn. Rồi xin phép chào vợ chồng anh chị. Em cũng chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng.